Minh đã làm lại hộ chiếu lần 2 bằng hình thức online thành công. Và đây sẽ là toàn bộ quy trình nhé. Mọi người đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia. Ai chưa biết cách đăng nhập bằng VNEID thì có thể xem lại clip này nè. Vẫn như cũ thôi. Chọn cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, thực hiện tại cấp tỉnh. Nộp hồ sơ và tiến hành điền các thông tin. Với những bạn làm lại hộ chiếu lần 2 thì ở mục 13, bạn điền số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của hộ chiếu cũ. Mục 14, bạn chọn nội dung đề nghị cấp hộ chiếu, hết hạn hoặc là sắp hết hạn nè. Với những bạn đang có cuốn hộ chiếu cũ màu xanh lá còn hạn, muốn đổi sang hộ chiếu mới gắn chip thì chọn đề nghị khác. Chỗ chi tiết nội dung đề nghị bạn ghi rõ đổi hộ chiếu cũ sang hộ chiếu gắn chip, sau đó chụp lại trang thông tin của hộ chiếu. Nếu như bạn đã từng đi du lịch nước ngoài thì chụp luôn visa và các con dấu xuất nhập cảnh, sau đó tích vào đây và đính kẹp tất cả vào một thành phần hồ sơ, chích lại toàn bộ thông tin và nộp hồ sơ tới nè. Nếu được duyệt thì chỉ sau vài ngày hệ thống sẽ gửi yêu cầu mang hộ chiếu cũ ra nộp tại phòng quản lý xuất nhập cảnh. Trước khi đi nộp thì nhấn vào link này và cập nhật hồ sơ trước. Và mình đây có mặt tại phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Hồ Chí Minh rồi đây. Mọi người đến đây thì lưu ý giờ tiếp công dân nha. Giờ thì đi vào nộp hộ chiếu cũ thôi. Mọi người cứ đi thẳng đến cuối luôn. Sẽ có quầy số 5, số 6 và nộp vào đó. Sau khi nộp xong sẽ có tin nhắn thông báo thanh toán. Bên mình cũng có dịch vụ làm hộ chiếu gấp luôn. Chỉ cần một tuần thôi là đã nhận được rồi. Comment ngay bên dưới mà click vào đây mình hỗ trợ nhé.